sau 6 vòng đấu tại giải bóng chuyền quốc gia Nhật Bản V-League, nếu như nhiều ngoại binh vẫn thường xuyên ngồi dự bị thì Thanh Thúy lại được sử dụng thường xuyên. Giải bóng chuyền vô địch quốc gia Nhật Bản đã bước qua vòng đấu thứ 6. Thành tích của PFU Blue Cats, đội bóng sở hữu Thanh Thúy, đang có 3 trận thắng và 3 trận thua, xếp ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Đáng chú ý là người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam hàng tuần được theo dõi màn trình diễn của Thanh Thúy khi mà các vận động viên ngoại binh khác không hoặc rất ít được ra sân thi đấu. Mặc dù thi đấu tại vị trí trái sở trường, nhưng Thanh Thúy cho thấy sự hòa nhập đáng kinh ngạc. Ngay trận thi đấu đầu tiên trước đội bóng cũ Denso Airy, Thanh Thúy đạt hiệu suất đáng nể 48%. Sau mỗi trận đấu, từng thông số của cô gái vàng làng bóng chuyền Việt được nâng lên dần. Trong đội hình của PFU Blue Cats, Thanh Thúy là vận động viên sở hữu chiều cao tốt nhất, nên huấn luyện viên Sakamoto có lý khi sắp xếp cô thi đấu phụ công để tạo thành dàn chắn vững chãi cho đội bóng trước những hàng tấn công khủng của các đối thủ tại V-League. Không phụ lòng ông thầy, Thanh Thúy càng thi đấu càng tự tin và chứng minh khả năng thích nghi hòa nhập tốt với môi trường bóng chuyền hiện đại. Trong số 14 đội bóng với 24 ngoại binh, Thanh Thúy cùng với Zana, Celeste, Andrea Rio và Santiago thuộc top 5 cầu thủ ngoại được thi đấu nhiều nhất. Vậy vì sao Thanh Thúy được ưu ái và có số phút thi đấu nhiều như vậy? Là do trình độ của chủ công Việt Nam hay còn lý do nào khác? Đầu tiên, bóng chuyền nữ Nhật Bản có vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng của FIVB. Vì vậy, giải vô địch quốc gia của họ là một trong những giải đấu có chất lượng chuyên môn cao, với mục đích hàng đầu là phát triển các cầu thủ nội binh hướng tới thành tích cao trên đấu trường thế giới. Vì vậy, yếu tố để quyết định các ngoại binh ra sân thi đấu là họ không thuộc các quốc gia có khả năng cạnh tranh với Nhật Bản hoặc phải có thế mạnh thực sự vượt trội. Ngoài Andrea Rio là ngoại binh người Mỹ với khả năng ghi điểm hàng đầu giải đấu, những cái tên còn lại trong top 5 đều đến từ các quốc gia có bóng chuyền nữ phát triển không mạnh như Azerbaijan, Philippines và cả Việt Nam. Đó là nguyên nhân khiến những ngôi sao hàng đầu của bóng chuyền Thái Lan như Cốc Ram hay Bamrung Suk không có nhiều cơ hội ra sân thi đấu. Thậm chí tay đập xuất sắc nhất làng bóng chuyền Thái Lan đó là Bamrung Suk có tới 4 trên 6 trận không được ra sân một phút nào. Với chiều cao 1m80 và bộ kỹ năng không quá nổi trội, số 7 của đội tuyển Thái Lan buộc phải nhường chỗ cho những nội binh Nhật Bản ra sân. Điểm yếu chiều cao của Bamrung Suk cũng là lý giải vì sao Thanh Thúy được câu lạc bộ PFU Blue Cats sử dụng một cách thường xuyên. Sở hữu chiều cao ấn tượng nhất đội với 1m93, Thanh Thúy không chỉ mạnh trong những tình huống dứt điểm, cô còn đóng vai trò rất quan trọng trong những tình huống chắn bóng. Tất cả những yếu tố kể trên giúp người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam có cơ hội theo dõi Thanh Thúy thi đấu vào mỗi cuối tuần. Đó không chỉ là bàn đạp giúp chủ công sinh năm 1997 tích lũy thêm kinh nghiệm, mà bóng chuyền Việt Nam cũng được hưởng lợi từ khoảng thời gian du đấu quý báu của Thanh Thúy.